Vâng, chào các bác và anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Zika Audio. Vâng, ngày hôm nay bên em sẽ làm một video so sánh cho các bác trải nghiệm thực tế nhạc hỗ trợ loa siêu chép và nhạc không hỗ trợ loa siêu chép. Thì đây là bản nhạc bên em đang không hỗ trợ loa siêu chép Pioneer X200 các bác nhé. Model Pioneer X200 đây là hàng chép bãi của Nhật, hàng sách tay mang thương hiệu Pioneer. Đây là dòng chép titan. Bên em giới thiệu khá là chi tiết về những cái video phân tích khá là tỉ mỉ về đôi loa siêu chép Pioneer X200 này. Vâng, đây là hàng bãi Nhật các bác nhé, bãi bao zin cho các bác. Vâng, thì video này em chỉ làm một cái phép so sánh thôi để các bác đánh giá và trải nghiệm, và bác nào muốn đặt hàng thì các bác có thể gọi điện trực tiếp cho bên công ty bên em nhé theo hai số hotline trên video. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đi lắng nghe nhạc không có chép nhé, cùng một đoạn nhạc bên phía bên em sẽ tua lại đúng cái bản nhạc đó, và đoạn nhạc đó chúng ta cùng so sánh rất là khác biệt, nó làm cho chúng ta trải nghiệm một cái nét tươi mới về cái giải chép cao mà hỗ trợ bởi loa siêu chép đánh bật tông lên rất hay. Giờ chúng ta cùng lắng nghe nhạc không chép. Vào để chúng ta cùng lắng nghe và so sánh một cái giá trị đích thực của cái loa siêu chép X200 bãi Nhật này mang lại cho chúng ta một cảm giác. Vâng, bác thấy không? Cùng một đoạn nhạc, những cái tiếng nó chạp cũ ở giải cao nó hỗ trợ rất là tuyệt vời. Một đoạn nhạc đó thì các bác cũng biết được, cũng gọi là hiểu được phần nào về những đôi loa siêu chép Pioneer X200 hàng bãi Nhật, nó mang lại cho chúng ta những giải nốt cao nó hoàn hảo đến độ chính xác cực cao luôn, nghe rất là chi tiết sạch, vì đây là dòng chép titan cho tiếng chép rất là mịn quyện và dẻo. Đó là cái sự kết hợp của đôi loa siêu chép rời Pioneer X200 này mang lại cho chúng ta. Vâng, bác nào đã thấy hay và đôi loa này siêu chép rời này đẹp thì bác hãy like và chia sẻ bài giúp công ty bên em nhé. Và nhờ sự các bác like và chia sẻ vì thế bài nó link được đi rất là rộng. Và bác nào chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký kênh và nhớ ấn chuông ạ. Bên em luôn luôn cập nhật những sản phẩm hot nhất trên thị trường để phục vụ các bác và anh em tìm hiểu và khai thác ạ. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bác. Vâng, bác nào mà muốn đăng ký đặt hàng thì bác hãy gọi điện trực tiếp cho bên công ty bên em nhé, theo hai số mà bên em luôn luôn để trên video ạ. Vâng, sau đây xin phép được dừng video và hẹn tất cả các bác vào video tiếp theo ạ.